Chào các bác nhá, hôm nay em lại rất nhiều sản phẩm những cái thuốc nam và đồ ngâm rượu. Và trên màn hình các bác đang xem đây thì có rất nhiều vị nha các bác nhá. Ở đây là sâm cao đen khô này. Sâm cao đen khô còn gọi là tiên mao đấy. Thì cái này là số 1 về bổ thận trắng dương luôn, chữa yếu sinh lý nam, khó cứng cứng liệt dương và tăng ham muốn tình dục, rồi là chữa vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Thì cái đấy là sâm cao đen, ngâm rượu hoặc nấu nước uống đều được các bác nhá. Và nó có thể dùng độc vị hoặc phối hợp với một vài vị nữa. Còn đây là cái quả bòi vịt này các bác này, sau khi sấy khô rồi rất là hao, 14,5 kg mới được 1 kg khô các bác ạ. Đấy. Và quả bòi vịt này được người Mông sử dụng làm thuốc chữa yếu sinh lý nam. Đấy. Nó được mệnh danh là loại củ mà loại quả mà giúp cương cứng như dùi đục đấy. Nói chung là người ta cũng nâng cao quan điểm lên thôi, cũng nói phóng đại lên thôi, chứ thực tế thì nó cũng không đến mức như vậy. Nhưng mà nếu như hợp cơ địa thì có những người sử dụng cái này thì là chữa khó cương cứng, liệt dương, rồi là yếu sinh lý nam thì rất là tốt. Phụ nữ cũng vậy, chữa cái tắc vòi trứng. Đấy, rồi là giảm ham muốn sinh lý, phụ nữ thì dùng quả bòi vịt này cũng được. Đấy, bình thường nó có màu đỏ nha các bác nhá, đỏ rực luôn đấy, nhưng mà cái này sấy thì nó chuyển sang màu đen. Sấy máy thôi các bác, nên là rất đảm bảo sạch sẽ và chất lượng. Rất là thơm luôn. Đấy, cả hai cái mặt hàng khô này rất là thơm. Sau khi sấy máy đấy. Còn ở đây nữa là cái củ sâm béo đen, hay gọi là sâm ngọc bảo, mà hôm trước em đã giới thiệu bác ở một vài video khác rồi. Thì đó là nó giúp mát gan, giải độc cơ thể, giải độc gan đấy, chữa các bệnh lý liên quan đến gan và thận. Đấy, nó giúp khỏe thận, chữa đau nhức xương khớp này, đau lưng mỏi gối. Nói chung là cái này thì đã được thị trường đánh giá rất là cao. Nó là một cái vị thuốc của người Sán Dìu, là một trong 16 vị thuốc nổi tiếng của người Sán Dìu, thuốc quý đấy. Nó cùng với sâm béo trắng tạo thành hai cái loại sâm béo Việt Nam ta bồi bổ sức khỏe. Đấy, và chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Mà cái này thì thơm lắm chứ không giống như sâm béo trắng. Sâm béo trắng thì lại không thơm, còn cái này thì đặc biệt thơm luôn. Còn cái vị thuốc ngày hôm nay nữa mà rất lâu rồi em mới có, đó là cái củ sâm xuyên đá các bác. Sâm xuyên đá còn gọi cái tên khác nữa là sâm phá thạch, tức là nó có khả năng mà làm khả năng xuyên qua các cái tảng đá đấy, làm tách các cái tảng đá lớn ra đấy. Và nó dài, rễ của nó dài đến hàng mét đấy, còn cái này cắt ra ngắn để vậy để gửi bán cho các bác thì nó thuận tiện hơn. Này, cái lá của nó thì nhận dạng lên các bác đây này. Đấy, nó là nó thường là có ba cái đường gân chính, một cái đường gân ở giữa và hai cái đường gân ở hai bên chạy theo diềm của lá. Đấy. Lá hình trái xoan, hình dài vậy. Đấy, gọi là sâm sâm xuyên đá hay gọi sâm phá thạch. Cái này thì nó cái lượng saponin rất là giàu ở trong này. Đấy. Và nó có khả năng là gì đây, giải độc gan cực mạnh các bác nhá. Giải độc gan cực mạnh, chính vì vậy mà nó chống cái oxy hóa tế bào rất là tốt. Đấy. Hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư gan và một số các loại ung thư khác nữa. Đấy, chữa đau lưng mỏi gối và mạnh gân cốt, khỏe sinh lý, thì cái này cũng có tác dụng là về đau lưng rất là tốt, thận. Đấy, nhưng số 1 về gan đây và hỗ trợ điều trị ung thư các bác ạ. Đấy. Này rất là tốt. Lâu lắm mới có được một cái đợt sâm xuyên đá như vậy các bác. Đây toàn là rễ thôi nhá chứ không phải là thân đâu. Đấy. Đây là rễ. Cái loại này em đang bán với cái giá là 130.000 kg tươi các bác ạ. Cái này cũng có thể là dùng chúng ta băm ra phơi khô nấu nước uống hoặc là ta ngâm rượu. Thường là như thế này là về chúng ta cho vào bình ngâm rượu. Các bác lấy cái bình trụ nhá, bình trụ đứng, và ta xếp các rễ của nó vào trong đấy. Thì sẽ được một cái bình sâm xuyên đá và uống thì rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy. Có 130.000 kg tươi thôi. Đấy. Mà được toàn các cái rễ đấy các bác nhá. Đấy. Đấy. Đây, sâm xuyên đá, sản phẩm của ngày hôm nay các bác. Và bác nào mà có nhu cầu muốn mua những cái đồ này về ngâm rượu hoặc làm thuốc chữa bệnh, đấy, hoặc là muốn phối hợp với một vài vị thuốc khác nữa thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 038 898 4410, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Vâng, xin chào và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.